Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em xin được giới thiệu với cả nhà, em lên 5 cặp mai tử quắn, gốc bứng mini nhỏ rất là dễ thương luôn nha cả nhà. Đây là em sẽ để cái ngón tay cho cả nhà xem hình dung được cái cây ha. Đây là ngón tay cái của em nha. Đó, cả nhà nhìn xem, cây rất là dễ thương. Và cái này thường là nó không có cao lên, nhưng mà nó lắng quắn, nó cứ sổ xuống như thế này. Giờ chúng ta thay một cái chậu đẹp thì mình để trên cái bàn, nhìn rất là dễ thương nha cả nhà. Thì Tết này nó cũng cho hoa luôn nha. Thì cặp này em bán với giá là 350 một cặp thôi. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn ha. Rồi và tiếp tục là cặp số 2. Đây là cặp số 2 nha cả nhà. Cặp số 2 thì cây nó cũng rất là xum xuê nè. Đó. Thì cặp này em cũng bán với giá 350 một cặp thôi nha. 350 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây là mai dảo tự quấn nha cả nhà. Đây Tết này nó sẽ cho hoa nha. Rồi tiếp tục là cặp số 3. Đây là cặp số 3 nha. Cái cặp số 3 này thì cái đế nó có một cây đế nơm nha. Và có cây thì ghép được hai mắt bo. Cây thì nó cũng xum xuê này. Đây, cặp số 3 này thì em bán cũng có giá là 350.000. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi đây là cặp số 3. Và tiếp tục là cặp số 4. Đây là cặp số 4 nha cả nhà. Cặp số 4 này cái tán nó cũng rất là xum xuê nha. May quắn rồi, cái dáng nó cũng rất là dễ thương nha. Cặp số 4 này thì em cũng bán với giá là 350.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Đây là một cái nghệ thuật của mai tự quấn mà không ai làm được nha cả nhà. Đây nó đang tạo nụ nhỏ nhỏ, Tết này nó sẽ cho hoa nha. Rồi đây là một cặp số 4, 350.000 bao phí vận chuyển. Rồi tiếp tục là cặp số 5. Đây cặp số 5 nha cả nhà. Cặp số 5 có một cây nó ghép được hai mắt bo nha. Đó. Rồi đây nha cả nhà ơi, đây là cặp số 5 nha. Cặp số 5 cũng có giá là 350.000. Cặp số 5 thì lùng lực nha cả nhà. Rồi 350.000 một cặp, em bao phí vận chuyển luôn nha. Xin mời cả nhà hãy vào xem và đăng ký YouTube của Chiếc Chè Bông để cập nhật nhiều giống mai mới lạ bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà.